Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 là dịp để phái mạnh bày tỏ yêu thương đến với những người phụ nữ. Chính vì vậy, những ngày này, thị trường hoa và quà tặng thường rất sôi động. Năm nay, giá hoa tươi tăng cao từ 50 đến 70% so với ngày thường. Với các bó hoa hồng, tùy thuộc vào từng loại, có giá từ vài trăm cho đến tiền triệu. Bên cạnh hoa tươi là những món quà theo chủ đề cũng hút khách trong dịp này. Hết dịch rồi nên là quà cáp, nói chung là mọi người thấy đông vui và nhộn nhịp hơn mọi năm. Có nhiều loại hoa nó mới hơn so với mọi năm. Các mặt hàng đồ trang sức cũng được nhiều người quan tâm. Nhiều cửa hàng cũng đã đưa ra nhiều sản phẩm mẫu mã mới như vòng cổ, hoa tai, lắc tay. Giá các loại này thường từ vài triệu cho đến trên chục triệu đồng. Cái xu hướng năm nay thì đa số sẽ hướng về những cái sản phẩm nó nhỏ theo phong cách của Hàn ấy. Đó, thế là sẽ rất là nhỏ nhắn như thế này. Và nó sẽ nhỏ, cái phân khúc đoạn này thì nó cũng cả một bộ như này thì nó cũng sẽ chỉ rơi vào khoảng tầm từ 10 đến 20 triệu. Rất là phù hợp với cái tiêu chí của các anh để tặng cho các chị vào những cái ngày này. Ngoài các loại quà tặng, các dịch vụ cho thuê áo dài phục vụ chị em cũng sôi động. Với những loại áo dài truyền thống có giá cho thuê từ 100 đến 150.000 đồng trên một bộ. Với các mẫu áo cách tân có thiết kế riêng từ 250 đến 300.000 đồng một bộ. Thường thường thì sẽ chiếm khoảng 70% thì mọi người thích dáng cách tân, dáng hiện đại. Còn 30% còn lại thì mọi người sẽ nghiêng về dáng truyền thống để tôn dáng em lên thôi. Em thấy mọi người rất nhộn nhịp, thuê cũng là đông. Thị trường mùng 8 tháng 3 năm nay rất sôi động với nhiều chương trình khuyến mãi. Các cửa hàng, đơn vị cũng kỳ vọng để tăng doanh số trong dịp này.